Ta-da! Chào mừng các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Ngày hôm nay, chị Heo Sinh sẽ review tập phim Cao Dán Ếch Ộp. Cùng bắt đầu thôi nào! Mùa đông đã đến, Doraemon mở cửa sổ nhìn ngắm xung quanh. Khi mà khắp nơi đã bị bao trùm bởi tuyết, thì cũng là lúc đám trẻ con trong xóm thi nhau ra ngoài cùng vui chơi. Nhóm thì hô hào trượt tuyết, nhóm thì tập nạn hình khiến cả con đường nô nức tiếng cười. Quay mặt vào bên trong phòng, Doraemon thấy cái vẻ mặt tự mãn của Nobita mà phát chán, cứ thấy Nobita ngồi lì mãi ở trong phòng. Bố Nobita cũng đành phải mở cửa và hỏi xem vì sao Nobita không chịu ra ngoài chơi, và ông cũng không quên nhắc nhở con hãy ra ngoài vận động cơ thể đi, để còn tốt cho sức khỏe nữa. Đợi bố đi rồi, Nobita lại ngồi làm nhảm và nói triết lý. Nobita nói, cơ thể của người nếu không vận động, các cơ sẽ cứng lại và máu hay khí huyết cũng sẽ không được lưu thông. Doraemon nghe thấy thế thì ngạc nhiên hỏi, Nobita, vì sao cậu hiểu rõ được vấn đề như vậy, nhưng cậu lại không chịu thực hiện? Nobita nói, mình không biết giải thích làm sao nhỉ, nhưng lúc nào tớ cũng cảm thấy khó chịu trong người và muốn tìm cách để vận động mà cơ thể không cần di chuyển. Nghe tới đây, Doraemon cũng thật sự cạn lời luôn. Vừa lúc đó, mẹ Nobita đùng đùng mở cửa quát lớn, mau ra ngoài vận động ngay đi, con định ngồi đó đến bao giờ hả? Hoảng quá, Nobita xoắn cả người lên, ôm đầu bỏ chạy, nhưng xui sao cậu vừa chạy tới cầu thang thì bị trượt chân ngã lộn đầu xuống đất. Thấy Nobita bị ngã, cả nhà súng lại cùng băng bó vết thương cho cậu. Vừa hay Nobita cũng có cơ hội nói, bây giờ có không ra ngoài được nữa đâu, không còn cách nào khác, mẹ đành phải để Nobita ở nhà. Cứ thế Nobita dửng dưng ngồi ở trong phòng hưởng thụ, mặc cho Doraemon nhắc nhở thế nào đi chăng nữa. Bỗng Doraemon nghĩ ra một cách, cậu cứ thế chạy vòng vòng trong phòng cho đến khi cảm thấy mệt và cả người mình nóng ran thì mới dừng lại. Sau đó lôi trong túi ra cao dán ếch ộp. Thấy Nobita tò mò, Doraemon giải thích, nó rất giống miếng dán thông thường, nhưng tác dụng của nó là chuyển hóa năng lượng. Thế rồi, Doraemon dán ngay lên lưng của mình, miếng dán phát sáng rồi tỏa ra năng lượng, giúp Doraemon sảng khoái ngay lập tức. Vừa xong thì Doraemon lại tháo miếng dán ra, rồi chạy tới dán lên lưng của Nobita. Ngay lập tức miếng dán chuyển đổi năng lượng, khiến Nobita lại cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nóng bừng. Doraemon giải thích, vì mệt mỏi của tớ đã chuyển hết sang người của cậu rồi, nên bây giờ toàn thân của cậu cũng sẽ mệt, giống như vừa chạy mấy vòng vậy đó. Tới đây thì Nobita cũng hiểu rõ, cậu vươn vai rồi lại lấy cớ, tớ cảm thấy hơi mệt rồi, và bảo Doraemon đi tìm thêm năng lượng mới đi. Doraemon cảm thấy cũng có lý, nên cậu cũng gật đầu đi tìm. Vừa đi ra ngoài thì cả người Doraemon tê cóng, nhưng nghĩ đến sức khỏe của Nobita mà cậu vẫn nhất quyết chạy đi tìm người mệt mỏi để giúp đỡ. Trên đường đi, Doraemon đang ngó nghiêng thì bắt gặp ba người Sunio, Chien, Shizuka đang đi trượt tuyết về. Chạy lại chào hỏi thì đúng lúc cậu được biết cả ba người đang rất mệt mỏi. Thế là Doraemon nhanh miệng nói, nào để tớ giúp mọi người hết mệt nha, rồi chạy lại lần lượt dán miếng dán lên lưng từng người một. Quả nhiên rất hiệu nghiệm, cả ba đã cảm thấy rất nhanh khỏe, rồi chạy đi chơi thêm vài vòng trượt nữa. Trên tay Doraemon bây giờ miếng dán đã chuyển sang mệt mỏi, cậu hí hửng chạy về nhà muốn đưa nó cho Nobita, nhưng mà thật không may, Doraemon vừa chạy về tới thì miếng dán bị úp thẳng vào lưng bố, khiến cho ông bố cảm thấy cả người mệt mỏi và xìu xuống, bị mất hết năng lượng. Doraemon đành phải chạy vào trong nhà rồi nhân tiện dán lên lưng của mình, sau đó mới đưa cho Nobita. Vừa thấy Doraemon về, Nobita đã reo lên mừng rỡ, có rồi à, nhanh lên. Không đủ, nhưng Doraemon vẫn đành phải dán lên lưng Nobi, nhưng mới chỉ được một tí thì năng lượng đã cạn hết. Cảm thấy chưa đủ, Nobita bảo Doraemon hãy đi tìm thêm lần nữa đi. Dù Doraemon không thích, nhưng thấy Nobita chỉ xuống cái chân đau thì cậu lại nghe lời. Lần này trên đường đi, Doraemon lại gặp bọn Sunio và Chien đang khệ nệ bên cái giường rất nặng. Chạy lại, Doraemon hỏi, các cậu không đi trượt tuyết nữa à? Quá mệt, Chien ủ rũ than thở, tớ bị bắt phụ chuyển đồ sang nhà đối diện. Vừa dứt lời, bỗng cậu ta sực nhớ ra món bảo bối của Doraemon dùng cho khi nãy, nên cậu ta muốn mượn dùng một lần nữa. Doraemon lẩm bẩm, nhưng mà mệt lần này sẽ khác với mệt thể dục đó. Không thèm quan tâm, Sunio và Chien gào lên, bắt Doraemon phải dán cho mình bằng được. Không dám trái lời, Doraemon đành phải làm theo. Vừa được dán thì cả hai người đã cảm thấy rất khỏe, họ lại chạy đi bê cái giường một cách nhẹ tênh. Chien quay lại nói với Doraemon, cậu cứ đứng ở đây chờ cho tới khi bọn tớ mệt nhé, còn 20 chuyến nữa. Doraemon nghe tới đây thì há hốc mồm, vì cậu đâu có thời gian rảnh để đứng đợi chứ. Thấy tụi Chien vừa đi, Doraemon vội nói vọng tới, cứ chuyển đi, rồi đến chuyến cuối cùng tớ sẽ chạy đến hốt một lượt, sau đó thì bỏ chạy. Sunio và Chien thấy thế thì gào lên, ê Doraemon mau đứng lại. Tiếp tục, Doraemon nhìn thấy miếng dán ếch sắp đầy năng lượng mà lòng vui sướng. Cậu ngó nghiêng tìm kiếm thì thấy hai mẹ con đang đi ngang qua, người mẹ thì to lớn khỏe mạnh, miệng thì liên tục nói con phải học môn này, chơi môn thể thao kia, còn cậu bé thì ủ rũ phải chịu áp lực vì biết bao nhiêu là thứ
phải học, hiểu rõ được đầu đuôi của câu chuyện. Doraemon chạy tới, dán miếng dán vào lưng cậu bé, rồi lại dán miếng dán vào lưng người mẹ. Năng lượng được chuyển đổi từ tình thế cũng đã đổi ngược. Cậu bé thì khỏe mạnh ra sức với mẹ. Mẹ sao vậy? Nhanh lên mẹ ơi. Còn người mẹ thì ủ rũ mệt mỏi. Giải quyết xong xuôi vụ cậu bé, Doraemon nhìn lại miếng dán ếch của mình, lại biến thành năng lượng khỏe mạnh. Thế là lại phải cất công đi tìm những người mệt mỏi. Lần này Doraemon may mắn hơn. Trên đường cậu gặp một đoàn người đang chạy marathon. Sau đó Doraemon chạy theo chào hỏi, chú ơi chú có mệt lắm không? Rồi tranh thủ ụp luôn miếng dán vào lưng của ông chú đó. Rất nhanh, ông chú đã cảm thấy người tràn đầy năng lượng, rồi lao vút đi rất nhanh. Nhìn đoàn người đang mệt mỏi phía sau, Doraemon lại nói, còn ai mệt nữa không? Mau lại hết đây nào. Kết quả, cậu bị mọi người vây kín muốn tắc thở. Từng người được dán. Đợi đúng lúc mọi người rời đi hết thì miếng dán đã đầy. Con ếch đã chuyển sang chế độ mệt mỏi tới muốn sụp cả xuống. Doraemon hoảng hốt khi thấy vậy, nhưng nghĩ không sao đâu, Nobita chắc chắn vẫn chịu đựng được. Trên đường trở về, Doraemon hết hồn khi nhìn thấy hai người đang nằm bên vệ đường như những cái xác sống. Thì ra đó chính là Sunio và Chien, vì đã quá mệt và chờ đợi Doraemon ở đó. Nhưng mà lần này tấm thẻ đã quá đầy nên Doraemon từ chối không thể dán nữa. Chien và Sunio điên quá gằn lên, đấy cái gì mà đầy, mau dán đi nhanh lên. Sợ bị ăn đòn, Doraemon phải nhận lời chuyển năng lượng xong cho hai người, thì con ếch cũng đã mệt quá mà bất tỉnh. Đã thế Doraemon còn bị đánh cho một trận su đầu. Sau đó bọn Chien bỏ đi còn nói vọng lại, đánh bù cái tội dám từ chối để hai đứa này phải đứng chờ. Về tới nhà, Doraemon vừa đau lại còn bị Nobita cằn nhằn, sau đó lại còn bị hối thúc. Doraemon bực mình quá, dán ngay miếng dán vào lưng Nobita. Điều Doraemon không thể ngờ, từ trong miếng dán tỏa ra một luồng khói tím hắc ám mạnh tới mức muốn thổi bay cả Doraemon và làm tắt điện cả ngôi nhà. Nobita đau đớn hét lên, a! Tới bữa tối, mẹ gọi Nobita xuống ăn cơm, nhưng mãi mà không thấy Nobita xuống. Rồi từ sau cánh cửa, bỗng có thứ gì đó ghê rợn từ từ bò ra. Thì ra đó chính là Nobita. Vì năng lượng mệt mỏi đã quá tải do vận động khiến cả người Nobita không còn sức lực để đứng nổi nữa. Vậy là tập phim đã kết thúc rồi. Các em thấy video như thế nào? Nếu các em thấy hay thì hãy like và để lại bình luận ở phía bên dưới video nha. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Bye bye. Trong tập phim Cây gậy trộm đồ trong TV, chị có hỏi những quảng cáo nào đã xuất hiện trong tập phim hôm nay. Và sau đây sẽ là đáp án nhé. Quảng cáo trò chơi điện tử kết hợp với bàn cờ, quảng cáo trò chơi robot, quảng cáo nước táo, quảng cáo kẹo gum, quảng cáo dòng xe địa hình cao cấp, quảng cáo thời trang tóc giả, quảng cáo thuốc trị táo bón, quảng cáo thực phẩm rủ mèo, quảng cáo tô mì ramen, quảng cáo kẹo gum lần 2, quảng cáo bộ đồ chơi đai chuyển đổi siêu nhân ramen. Có quá nhiều bạn trả lời đúng gần hết nha. Và sau đây sẽ là bạn có câu trả lời đúng và nhanh nhất. Chính là bạn Trần Văn Nhật. Xin chúc mừng em. Phần thưởng của em là một tập phim ngắn Doraemon theo yêu cầu nhé. Và sau đây sẽ là câu hỏi của tập phim Cao Dán Ếch. Đố các em biết, kể tên thứ tự lần lượt những người đã sử dụng cao dán ếch ộp. Chúc các em trả lời đúng câu hỏi lần này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.